nghi nổ bình gas trên phố Kim Mã, hai người bị thương. Chào mừng quý vị quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới nhi sức khỏe và an bình. Sau đây là phần cập nhật tin tức mỗi ngày. Nổ như bom cạnh ngân hàng trên phố Hà Nội, nhi người hoảng loạn sau tiếng nổ lớn, nhi mảnh kính từ tầng hai ngôi nhà trên phố Kim Mã Hà Nội vang tung tóe ra đường khiến nhi người hoảng sợ. Khoảng 9 giờ 10 phút ngày mùng 10 tháng 8, một vụ nổ lớn xảy ra tại số nhà 531 đường Kim Mã phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, ngay cạnh ngân hàng, khiến nhi người hoảng sợ. Thời điểm trên, nhi người đi đường nghe thấy tiếng nổ như bom phát ra từ tầng hai ngôi nhà, rồi thấy kính vang tung tóe ra đường. Vụ nổ khiến cành cây phía trước nhà bị gãy, khung kính rơi trúng xe taxi đang chạy khiến chiếc xe bị hư hỏng, còn lái xe may mắn thoát chết sau tiếng nổ lớn, nhi mảnh kính từ tầng hai ngôi nhà trên phố Kim Mã Hà Nội vang tung tóe ra đường khiến nhi người hoảng sợ. Khoảng 9 giờ 10 phút ngày mùng 10 tháng 8, một vụ nổ lớn xảy ra tại số nhà 531 đường Kim Mã phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, ngay cạnh ngân hàng, khiến nhi người hoảng sợ. Thời điểm trên, nhi người đi đường nghe thấy tiếng nổ như bom phát ra từ tầng hai ngôi nhà, rồi thấy kính vang tung tóe ra đường. Vụ nổ khiến cành cây phía trước nhà bị gãy, khung kính rơi trúng xe taxi đang chạy khiến chiếc xe bị hư hỏng, còn lái xe may mắn thoát chết vụ việc cũng khiến hai người ở trong căn nhà trên bị bỏng, được đưa tới bệnh viện giao thông vận tải cấp cứu. Nhì người hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc khiến tuyến đường bị ùn tắc. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đi tiết giao thông, đi tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định bình gas trong ngôi nhà phát nổ dẫn tới kính tòa nhà bị sức ép làm vỡ, bắn ra bên ngoài đường. Ông Mai Văn Tượng 59 tuổi gạch ngang bảo vệ tòa nhà bên cạnh cho biết, ông nghe tiếng nổ lớn như bom phát ra từ ngôi nhà, khi chạy ra thì thấy kính vỡ vụn, chiếc xe taxi bị chọc thủng nóc. Nhân chứng cho biết thêm, mọi khi ở địa điểm đó có người bán xôi và bán nước vỉa hè nên người dân thường tụ tập đông. Tuy nhiên, do thời điểm này đang dịch bệnh nên mọi người đến mua xôi rồi quay luôn nên không ai gặp nạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, hãy bấm nút like, nút đăng ký miễn phí và bấm vào cái chuông để nhận nhi video mới nhất. Xin chào hẹn gặp lại.